Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhân dịp Ngoại trưởng có chuyến công du trong vòng một tuần tới các nước Đông Nam Á. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã khẳng định những hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết đã và đang đem lại những kết quả tăng trưởng tích cực cho nền kinh tế. Việt Nam và Nhật Bản đều mong muốn tiếp tục thúc đẩy hoàn tất đàm phán ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP với sự tham gia đầy đủ của 16 nước thành viên. Hai bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Nhật Bản và Việt Nam trong việc dẫn dắt đàm phán RCEP và tháo gỡ, thu hẹp khoảng cách giữa các nước trong đàm phán RCEP. Việt Nam và Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tham vấn, đối thoại với các đối tác chính nhằm tìm ra những phương án phù hợp để giải quyết các vướng mắc hiện tại. Bên cạnh đó, với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam cũng sẽ tham vấn, làm việc với các nước ASEAN khác để tìm ra sự đồng thuận trong nội khối, cùng phối hợp trao đổi và thuyết phục các bên thể hiện sự linh hoạt nhất định để hiệp định RCEP có thể kết thúc hoàn toàn đàm phán và được ký kết trong năm 2020 giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.